Trong những ngày đầu cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó thì có nhiều trường hợp dở khóc dở cười khiến cho cảnh sát giao thông không biết nên xử lý như thế nào. Những ngày gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó thì có nhiều trường hợp vi phạm ở mức kịch khung, cao hơn nhiều lần mức tối đa được quy định. Tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi đội cảnh sát giao thông số 14 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ở nút giao Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ, ông DPH bị dừng xe và yêu cầu đo nồng độ cồn. Trước yêu cầu của lực lượng chức năng, người đàn ông này nhiều lần không chấp hành và cắn ống thổi khiến cho cảnh sát phải thay 2 lần. Sau gần 20 phút, ông H mới hoàn thành việc thổi nồng độ cồn, máy đo cho ra kết quả ở mức 0,192mg trên lít khí thở. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng và tạm giữ xe 7 ngày. Còn tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 7 đặt tại ngã ba Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, quận Nam Từ Liêm, kết quả kiểm tra với anh NQH điều khiển xe máy cho thấy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,233mg trên lít khí thở. Mức vi phạm này sẽ tương đương với mức phạt là 2,5 triệu đồng, giam xe 7 ngày và tước bằng lái xe 11 tháng. Thế nhưng sau khi nghe xong thì người đàn ông này đã bật khóc và nài nỉ cảnh sát giao thông bỏ qua. Anh H đã phân trần và chia sẻ rằng em đi xe máy của vợ, sáng mai chúng em ra tòa ly hôn rồi, các anh không thể giữ xe của em được. Và phải mất gần 2 tiếng thuyết phục thì anh H mới chịu rời chốt kiểm tra của lực lượng chức năng để ra về. Liên quan đến những trường hợp này, đội cảnh sát giao thông cho biết trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ trong tổ xử lý vi phạm nồng độ cồn luôn phải mềm mỏng, giữ thái độ hòa nhã với người vi phạm, vừa động viên thuyết phục người vi phạm chấp hành việc kiểm tra nhưng cũng phải nói để cho họ hiểu mức độ nguy hiểm của việc điều khiển xe sau khi uống rượu bia. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Câu khẩu hiệu này thì có lẽ đã quá quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Thế nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người vi phạm luật giao thông về vấn đề này. Hy vọng rằng mỗi chúng ta khi ra đường sẽ có trách nhiệm với tính mạng của bản thân cũng như là những người xung quanh.